Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách hàng và tất cả các bác nha. Hiện tại em đang có mặt ở khu vực bãi gỗ đây ạ, ở cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến. Mấy ngày hôm nay là tất cả những cái máy xẻ, máy cưa ở tại cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến bên em đang hoạt động chạy hết công suất các bác nha. Máy thì xẻ gỗ, máy thì đang rong cạnh, đấy, tất tần tật vẫn đang làm liên tục. Đây, trước mặt các bác là đang quá trình bên em đang rong là chốt vuông một cái tấm gỗ hương siêu khủng các bác nhá. Đấy, bên em có 3 tấm gỗ hương với kích thước chiều dài đến 6m30 chưa cắt đầu. Đấy, chiều rộng là khoảng trên 3m các bác nhá, 3m đánh trên 3m ở mỗi đầu, đầu gốc hoặc là đầu ngọn. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, và hiện tại bên em đang sau khi kẻ xong và đang chốt vuông nhá, chốt vuông đang rong hai cạnh. Đấy, để chốt thành những cái tấm phản ngựa siêu khổng lồ, siêu to với kích thước chiều dài lên đến 6m trên 6m, chiều rộng ở mỗi đầu là khoảng tầm 2m8 các bác nha. Đấy, bên em sẽ tính toán loại bỏ gần như là hết những cái phần phe, những cái phần bìa đi, để lại một cái tấm vuông đét luôn. Và tấm này thì có độ dày là 26cm đây các bác này, một tấm hương siêu khủng. Đấy, các bác sau khi bên em chốt vuông xong sẽ đưa vào bên trong xưởng để hoàn thiện nha, các bác chờ tiếp theo, chờ đón những cái video tiếp theo tại Hoàng Anh Tiến để xem là sau khi hoàn thành xong thì là siêu phẩm nó sẽ như thế nào. Còn bên kia thì vẫn đang là tiếp tục bên em đang xẻ nốt cái cây gỗ ecop naga dài 12m, vành trên 800 các bác nha. Các bác thấy chưa, gỗ rất là lì, rất là cứng và cực kỳ đanh luôn. Vẫn đang xẻ liên tục, phải tính toán đấy các bác ạ, những cái mạch cưa phải tính toán, tính toán thật là kỹ, thật là chính xác, không được phép sai lầm. Đôi khi tính toán thật là kỹ rồi nhưng mà nhiều khi xẻ ra nó vẫn không được như ý muốn các bác nha. Bởi vì là nó rất là khó khăn, rất là đòi hỏi rất là nhiều kỹ thuật. Đấy, đòi hỏi rất là nhiều kinh nghiệm các bác ạ. Các bác thấy chưa? Đây là toàn cảnh khu vực máy xẻ bên em này. Còn rất là nhiều gỗ vẫn đang chờ để được xẻ để phục vụ các bác nha. Gỗ lim, gỗ cẩm hồng, gỗ hương, gỗ gõ, gỗ cẩm vàng, cẩm lai, bên em đều có hết. Đấy, rất là nhiều. Ngoài ra là vẫn đang tiếp tục cập bến rất là nhiều nữa. Bên trong thì rất là nhiều gỗ xẻ ra rồi, những tấm gỗ thô xẻ ra rồi với các kích thước khác nhau, chiều dài, chiều rộng. Đấy, vẫn đang còn nguyên thô như thế, phơi rồi, sấy rồi, đang đợi các bác đến để chọn và bốc về đây. Các bác thấy chưa? Đấy, tất tần tật trang thiết bị và máy móc bên em đều đầu tư rất là nhiều các bác nha. Đầu tư rất là nhiều. Đấy. Tấm này thì các bác nhìn thấy này, các bác thấy to chưa, khủng khiếp chưa? Các bác nhìn trên màn hình video thì nhìn thấy nó bình thường nha, nó không được to cho lắm, nhưng mà nhìn ở ngoài thực tế ấy, nó rất là khổng lồ luôn. Các bác so sánh với bác thợ bên em đấy, đây đang đứng đấy, người chỉ đứng bằng nửa tấm gỗ thôi, đấy, chiều cao đấy, thì các bác có thể thấy là được là nó to và kích thước nó khủng như thế nào nha. Hiện tại thì đã được rong xong một cạnh rồi. Còn cạnh dưới nữa, bây giờ sẽ cẩu và lật lại đây các bác này. Các bác thấy chưa? Đấy, các bác thấy chưa? Cái phần vết mực trắng rồi kìa, là phần bên em kẻ để chốt vuông đấy. Sau khi chốt vuông xong sẽ đưa vào bên trong kia để hoàn thiện tiếp nha. Sẽ thành một cái tấm phản ngựa gỗ hương siêu khổng lồ luôn. Hàng hot luôn. Hàng phải gọi là hàng khủng nhất Việt Nam. Các bác nha. Toàn là siêu phẩm. Các bác và các quý khách hàng đang theo dõi kênh YouTube của Hoàng Anh Tiến thì các bác có thể cần tư vấn thêm thì các bác hãy để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ chủ động liên hệ với các bác nha. Hoặc là các bác liên hệ vào hotline giúp em là 0911459 hoặc là 0931392777 để được bên em tư vấn các bác nha.